Dạ, Thành Nguyên mến chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay là một ngày cuối tuần và Thành Nguyên mến chúc tất cả các cô chú, các anh chị đang xem chương trình của Thành Nguyên lời chúc sức khỏe và những lời chào thân thương nhất, kính trọng nhất. Và Thành Nguyên cũng hy vọng là quý vị hãy giữ gìn sức khỏe trong cái mùa dịch này nhé quý vị. Ngày hôm nay Thành Nguyên đi lên đây thì Thành Nguyên muốn chia sẻ cho quý vị một cái câu chuyện mà vừa mới đây thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay thì anh Tuấn Vĩ cũng vừa đăng cái cuộc hội thoại của một cái nhân vật mà đã liên hệ với Thành Nguyên. Cô này là tên Bình quý vị ạ, ở Thủ Đức, và có nói với Thành Nguyên rằng là cô muốn chuyển cho anh Vương Văn Nam cái nhân vật mà mấy ngày vừa qua Thành Nguyên đưa cái clip của anh lên và nhận được rất là nhiều cái sự yêu mến cũng như là sự đồng cảm của quý vị. Thì cô có hứa với anh Nam rằng là sẽ gửi cho anh với số tiền là 10 triệu đồng. Dạ, thì Thành Nguyên cũng rất là vui bởi vì với cái số tiền đó thì cũng thêm được một phần khá khá để cho anh Nam có cái chi phí chữa bệnh đó quý vị. Cái cuộc hội thoại đó như thế nào thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để lắng nghe giữa Thành Nguyên và cô trò chuyện như thế nào nhé quý vị. Hello. Hello, cháu của con Thành Nguyên phải không con? Dạ đúng rồi. À, bây giờ cô muốn giúp cái chú đó thì làm sao? Dạ. Cô lại không có rành Facebook đồ này kia con. Cô bây giờ cô chẳng rành Facebook. Con nhận cái số tài khoản qua số này cho cô nhá. Đây là... cô không rành cái đó. Vậy con có vô thành phố, vô Thủ Đức không con? Dạ không, không cô ơi, con ở ngoài Nghệ An cô ạ. Vậy à? Vâng. Thì cô muốn con vào đây rồi cô gửi á. Cô muốn dạ. Gửi cho chú 10 triệu để chú thuốc men á mà. Con nhắn cái số tài khoản qua cho cô. Rồi lúc nào cô nhờ ai đó mà biết về cái cách chuyển tiền đó cô. Rồi cô nhờ người ta theo cái số tài khoản cho tin nhắn đây rồi cô gửi qua đây cho con được không? Cô chứ chẳng cần về Facebook tại cô lớn tuổi cũng có xài. Cô xài điện thoại này là điện thoại cũng không phải là cảm ứng luôn không? Cái điện thoại bình thường nghe gọi nó cô không có rành. Từ nào dạ. Giờ cô không có xài, cô không rành. Dạ nhưng vậy mà... Cô nhưng muốn mà... con vào đây cô gửi cho con để con giúp cho cái chú đó. Nhưng mà con ở ngoài Nghệ An cô ạ. Vậy hả? À, con cứ gửi tin nhắn qua cái số này cho cô đi. Rồi là cô đầu tuần á, cô đi ra ngoài ngân hàng á cô. Cô có đi được đâu? Cô bị khó. Vậy dạ, đó. Dạ vậy. Chứ nếu cô đi được thì con. Cô có nhờ được con cái hay là người thân của có cô gửi đâu. Được không? Cô giờ còn hai đứa cháu nhỏ ở nhà, cô bị khó. Thế cô làm không sao phải gửi. Lo cơm nước tội quá. Dạ, cô thấy chú đó tội quá. Cô trong ở trong Thủ Đức nè con. Thì trước cô cũng nhờ một người đó con, một người đặng mà giúp người ta, nhưng mà cái người đó giả dối quá, người ta không thật. Nếu cô chuyển qua cái tài khoản người ta nhưng mà cô thấy không ổn. Vậy là người ta lấy mất luôn đó cô. Đúng rồi, cô nhờ chuyển qua tài khoản cái người đó, xong rồi đến nào cô điện cái người mà bị nhốt á. Dạ, dạ. Cái cô điện cái số đó thì người ta chẳng được nhận được cái gì hết. Dạ. Cô muốn đưa tận tay. Dạ, thế cô thì giống như cỡ con giống như chú Tuấn Vĩ á. Dạ, cô có giúp ai thì cô cũng điện như vậy đó. Con hỏi cô tí nha, chỗ cái phường của cô có gần ở chỗ cầu vượt Linh Xuân không? Đúng rồi, cầu vượt Linh Xuân con đi vô phường Bình Chiểu 34/4. Vậy thì như thế này. Vậy thì như thế này, con có một bà chị, con của bà dì sống ở ngay chỗ chỗ Linh Xuân á. Thì có gì con sẽ nhờ bà chỉ qua chỗ nhà cô lấy dùm. Rồi là có gì chỉ đó gửi lại cho con cũng được. Khi cô đó tới thì con điện cho cô đúng nhé. Đúng rồi. Dạ, dạ. Cô tên gì cô ạ? Cô hả? Dạ. Cô tên Thu Minh. Thu Bình. Rồi cô Bình cô ha. Rồi để con lưu cái số của cô lại nha. Cảm ơn con nha. Nhưng mà cái người đã tới thì con phải gọi cho cô vâng, nha. Vâng, chính xác. Con phải xác nhận cho đúng nha. Vâng, dạ. Để con muốn gửi cho chú đó 10 triệu để chú thuốc men đó con. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ vâng, kính thưa quý vị. Thì sau khi mà quý vị nghe xong cái cuộc hội thoại đó, thì Thành Nguyên tính là gọi điện cho bà chị, con của bà dì. Tới nhà của cô để lấy dùm tiền để Thành Nguyên gửi cho anh Nam. Nhưng mà chưa kịp gọi đó thì cô đã gọi lại cho Thành Nguyên. Và cái cuộc nói chuyện thứ hai này thì cô lại là muốn
gửi qua cho anh Tuấn Vĩ và nhờ anh Tuấn Vĩ gửi lại cho Thành Nguyên. Thì cái cuộc trò chuyện đó như thế nào thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để nghe thêm một lần nữa nha quý vị. Dạ vâng, con nghe cô ơi. Cô gọi chú Tuấn Vĩ. Dạ. Mà muốn giúp cho cái hoàn cảnh của cái chú mà bò dưới sông đó con. Dạ. 10 triệu nữa nhưng mà cô không gọi được. Cô gọi thì không được. Con có kết nối, con gọi chú. Hay là chú Tuấn Vĩ thì có thể chú đi được á. Dạ. Thì chú vào đây cái cô gửi về. Cô muốn anh Vĩ là chuyển giùm cô 10 triệu cho cái chú đó. À vậy thì 10 triệu về của con chuyển cho cái chú mà ở ngoài Nghệ An. Cô muốn anh Vĩ vào để mà cô giao luôn, cô yên tâm. Vì cô thấy người quen cô yên tâm. Tại trước cô cũng đã chuyển, rốt cuộc cái 10 triệu đó không có tới tay người ta là con à. Dạ, uổng cô ha. Ừ. Bây giờ cô điện cho cái người đó thì bị nhốt ở dưới. Giống như bị mát mát là bị nhốt ở trong lòng á. Nhưng mà cô điện cho người đó thì gia đình cái cô mà vẫn giúp đỡ á. Thì cô nó nói là cô ơi con chẳng nhận được. Cô nói ủa cô đã chuyển cho người tới đây lấy rồi mà. Cô chuyển rồi. Nhưng mà người ta nói là chuyển khoản cô thì lại không dành với cái đó con ạ. Cô có biết xài điện thoại cảm ứng, cô không biết bay mất về gì đó. Cô thấy khoảng đời đó cô thấy thương. Cô mới nhờ những cái người mà quen trên, cô biết chú Tấn Vĩ nè. Nhưng mà gọi điện hoài không được. Con giúp cô làm sao. Ví dụ chú tới cô giao cô yên tâm. Nhưng mà chú để mà chuyển cho con luôn. Được không? Nhưng mà để mà anh Vĩ mà đi đến cô là cũng hơi khó đó cô ạ. Bởi vì trong cái tình hình dịch bệnh như vậy á, mà để đi từ Đồng Tháp mà đi về tới Thủ Đức á, là không phải dễ ạ. Dạ đúng rồi cô sao? Ạ. Dạ thì con cũng, nói cũng con giống thì như cái chú mà chú Giáp mà chú cũng về quê lấy rau rồi lên cũng tới chuyển cho cô cũng được mà. Dạ thì cái đó thì con đó không biết, ví dụ như là tụi con á có quen biết ai ở gần đó thì tụi con nhờ, ví dụ như anh em bà con, giống như cái chị mà lúc nãy con nói với cô là chị đó là con bà gì của nhà con, có nghĩa là anh em ruột á, thì là con mới nhờ qua, chứ còn người bình thường con cũng đâu dám nhờ. Con số của con á, con nói chú Tân Quỷ nghe cái số này dùng cô, cái đuôi của cô 36 đó, cô Bình á, cô muốn gọi để cô giúp cho cái người đó. Vì nếu mà cô rành về Facebook hay này kia, cô không rành, cô nghe điện thoại này là nghe gọi thôi chứ nhắn tin cũng chẳng thấy được. Rồi vậy thì để con copy cái số của cô để con gửi tin qua cho anh Vĩ xem. Rồi nói anh Vĩ gọi lại cho cô cái nha. Rồi cô cảm ơn con nhiều nha. Dạ kính thưa quý vị thân mến, thì bây giờ là cái khúc mà trò chuyện nó gay cấn nhất giữa anh Tuấn Vĩ và cô Bình này quý vị. Thì Thành Nguyên nhận thấy một cái điều rằng là cô gửi tiền mà lại nhờ một cái người mà không quen biết gửi. Và cô cái điều mâu thuẫn nhất đó là cô thì là cô lại nói là cô bị viêm khớp, cô không có đi được. Nhưng mà cô lại nói với anh Tuấn Vĩ rằng là cô đến ngân hàng và cô lại không có nhờ nhân viên ngân hàng giao dịch dùng cho cô, mà cô lại nhờ một cái người đàn ông cầm một cái xấp tiền rất là lớn đến đó giao dịch, và cô lại nhờ cái người đàn ông đó và lại không có hóa đơn chứng từ. Rất là nhiều mâu thuẫn quý vị ạ. Thì cái cuộc trò chuyện của anh Vĩ và cô Bình này như thế nào thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để nghe cái khúc này của anh Tuấn Vĩ nhắc vị. Ủa con ơi, hôm qua giờ cô điện cho con nhận được chưa? À, để con coi cô gửi hồi nào vậy? Hôm qua, nhưng mà cô ra chỗ của con là Vietcombank đúng không? Đúng rồi cô ạ. À, nhưng mà cô gửi, cô thấy có cái chú kia cũng ra gửi tiền. Rồi nó thấy cô không biết làm á, cô đưa lên cái tờ giấy mà để tên con đó. Rồi chú đó để chú làm cho cô, rồi biểu cô ngồi ở ghế á. Để con làm cho cô xong rồi khoảng chừng cô về nhà tiếng sau là có à, cô về nhà cô gửi con quá trời, coi con nhận được chưa mà cô gọi không được. Cô gửi bao gọi nhiêu cô? Cô gửi bao nhiêu? Cô gửi 20. Con chưa có thấy cô ạ. Vậy hả? Dạ. Ủa? Hôm qua giờ thì con nhận được của một người 8 triệu, của một người 5 triệu. Ủa gì kỳ? Cô thì chưa có. Nhưng bây giờ vậy thì để chút nữa cô ra về cô banh lại coi, giờ trưa rồi để chút nữa cô ra cô hỏi này,
coi coi cái chú đó có gửi không, tại vì tiền thì cô đưa chú đó, này chú nói cô ngồi ở, ở trước đó có mấy cái hàng ghế, cô ngồi đó cô chờ con vô con gửi giùm cho cô. Yeah. Rồi cô, giờ cô gửi, cô nhớ giữ lại cái miếng giấy nha cô, giữ lại cái miếng giấy mới được nha cô. Cái chú đó chú giữ, chú nói cô là xong rồi cô cứ về nhà là có gì là người nhà báo lại rồi được. Cô gửi tiền cô phải giữ giấy chứ sao nói vậy được, cái giấy đó là giấy của chú cô đó đó. Nhưng cô thấy người ta đang ta gửi đó, rồi cái chú đó chú làm giùm cô không biết á, cô đưa nguyên cái giấy mà con chỉ cô tài khoản, số biết tài khoản rồi. Tên con đó ý là giấy, ý là sau khi cô gửi tiền đó là người ta sẽ đưa cô cái giấy, cô phải giữ cái giấy đó nha cô, để sau mình đối chiếu. Ủa sao nó đâu có đưa mình cái chú đó đâu đưa cô tờ giấy gì đâu, nó nói với cô về nhà cô điện cho chú ông Xuân Công đi là nhận được rồi, mà cô về nhà cô điện cho con quá rồi con thấy không, mấy cuộc cô gọi nhỡ gọi hoài không được. Yeah, để coi con nhận được chưa, quá giờ con bận cô. Cái chú đó là chú đi gửi tiền rồi chú giúp cô chứ còn cô không biết làm. Cái tình trạng này thì hôm bữa con cũng nghe cô nói là cô gửi cho ai đó mà họ không làm được, cho nên là con thấy cái việc này là con cũng không biết không nói sao. Không, cái bữa cô nói con nhìn này, cái bữa cô gửi là gửi hàng xóm, gửi cái người hàng xóm á, ta đi gửi, cô gửi có 2 triệu thử rồi sao thì gửi thì nó chẳng có gửi, nó ngoài Bắc nó vô nó ở gần nhà cô nó đi luôn là cô biết rồi, là đó nó không có gửi. Còn cái này là cái chú này chú đem một bó tiền chú đi gửi cho chú, rồi cái chú thấy cô không biết á, không rành á, cô đưa tờ giấy mà con đọc cho cô á, cô ghi á. Cô, cái cô cứ ngồi ghế đi con làm cho. Thường thì cô nói chuyện với ngân hàng, với nhân viên ngân hàng, chứ làm sao cô lại nói chuyện với cái người mà cô không quen biết. Cho nên là cái chuyện này con cũng không biết nói làm sao. Con, cái chú này chú đem một bó tiền của chú luôn á, thấy ăn dạ, mặc đàng hoàng để chú làm giùm đó. Cô ra đó cô làm việc với ngân hàng thì cô nói chuyện với người giao dịch, chứ sao cô lại nói chuyện với cái người mà cô không quen biết. Cho nên là cái cô nói vậy là con không có đồng ý theo cái quan điểm của cô. Không phải con ơi, tại cái chú này nè, chú cũng đàng hoàng lắm, chứ thấy cô không rành á, cái chú nói để chú gửi giùm cho. Làm sao cô mới gặp cái giấy. Làm sao cô mới gặp họ lần đầu mà cô biết họ đàng hoàng? Tại vì cô thấy ổng đem một bó tiền gửi ngân hàng mà con. Nên là con cái chuyện cô nói để con, để chút trưa nay để trưa cô gửi trưa đó. Nay đó cô ra ngân hàng. Cô gửi cô thì cô gửi thì con nhận giùm cho người ta, chứ còn con thì đúng rồi. Cái chuyện đó. Nên là cô tùy cô nha. Cô nha. Cô không rành nên cô mới nhờ con vô nhà, thì bữa nào con vô nhà nếu qua hết dịch con vô nhà, cô có nhiều cô gửi bấy nhiêu, giờ không lẽ là cái chú đó không gửi giùm cô sao? Con nghe cô nói con đã thấy mâu thuẫn rồi đó, con đã thấy không đúng không trúng rồi đó cô à. Không, cô không rành thiệt, hồi nãy giờ cô đâu có biết gửi ngân hàng gì đâu mà nên biểu ra thì cô biết cái tờ giấy hôm qua con ghi cho cô, con đọc cô ghi lại là cô đưa cho cái chú đó, chú gửi theo cái tên Xuân Công đó cho cô. Con thấy cô ngồi đó chờ. Con thấy trong lời nói của cô nó có mâu thuẫn cô, nó không có đúng đâu. Con làm việc lâu rồi con quen cái vấn đề này lắm, nên là ai nói mà có mâu thuẫn là con biết ngay à. Để ngày mai đi, để chút nữa cô ra cô hỏi cái ngân hàng coi cái ngày hôm đó cô ra cái giờ đó là có người nào gửi không. Cô đừng đổ thừa cô không nha. Cô đừng đổ thừa là con nhận được mà nói không nha, bởi vì trước đây con cũng nghe cô. Không, con đổ thừa đâu, cô chỉ hỏi con là cô điện lại cô hỏi con nhận được chưa để cô yên tâm, chứ đâu cô có đổ thừa. Cô có phàn nàn một người rồi đó, cho nên là con rất là sợ cái vấn đề này, mà hơn nữa là cô... Thôi bây giờ vậy đi, nếu mà qua dịch đó, con theo địa chỉ lên nhà cô gửi cô ơi, cho chú. Con làm điều đó không được đâu cô ơi, cô thích thì cô gửi, cô không thích thì thôi, chứ con không có làm việc theo kiểu đó. Cô đưa tận tay con, cô yên tâm hơn, giờ gửi cô rành đó. Chẳng thà lần này nghe. Cô chưa gửi, cô nói chưa gửi, chứ tại sao cô nói cô gửi cho người ta rồi, cô nói gì không, vậy? Cô gửi rồi, để... Trưa nay cô ra cô hỏi thử coi cái ngày hôm qua là gửi 20 triệu có cô đi ra đó coi cái chú đó có gửi giùm cô không? 20 triệu gì cái cô... biên lai đâu, cô gửi cô phải có biên lai chứ sao cô nói của người ta giữ biên lai của cô? Cái chú đó nói rồi xong rồi cô về đi rồi cô điện cho cái người mà cô gửi cái chú Xuân Công á là báo lại được à? Cô không rành, con không thích làm việc theo cái kiểu này. Con có sao con nói vậy, cô có nó sao cô? Cô biết rồi, cô nói vậy rồi, bởi vì cô muốn đưa tận tay con là cô yên tâm á. Tận tay chẳng hạn. Được rồi, để tận tay chứ sao cô nói cô gửi rồi, cô nói vậy chi vậy? Nói là cô gửi rồi mà nhờ người ta gửi cái tên Xuân Công mà không biết là cái chú đó gửi chưa, để chút nữa hết bây giờ người ta nghĩ á. Vậy cô ra cô hỏi lại coi. Vậy sao cô lại nói là muốn đưa tận tay cho con?
Thì cô gửi rồi. Không phải đưa tận tay cho con, cô gửi để gửi cho con mà gửi cái tên xung công y như qua con đọc cho cô đó. Gửi cho con đọc địa chỉ đó. Vậy sao cô nói là bữa nào gặp con thì cô đưa tận tay, cô nói gửi rồi mà sao đưa tận tay gì nữa? Cô nói bây giờ nếu mà cái chú đó đó mà làm mất của cô thì mai mốt con tới nhà cô đưa cho con tận tay con để cô yên tâm, tại cô không rành về cái này. Cô không có rành này Tuấn Vĩ ơi, cô không có rành về mà gửi ngân hàng như cô nói giờ. Bây giờ vậy này cô, con thật sự là... Qua dịch nha, con tới đi. Con nghe cô nói là cô gửi cho Út Anh như vậy, con rất là mừng cho họ, chứ không phải là mừng cho con. Nhưng mà bây giờ cô nói như vậy thì thật sự là con không có tin cái lời nói của cô. Con nói thẳng với cô vậy đó, con không tin lời nói của cô. Sao con lại nói về cô buồn? Bởi vì cô nói nếu mà lỡ mà gửi không trúng nữa thì lần sau con tới cô đi. Làm rồi cô sẽ gửi tiền qua tay con để con đưa cho người ta, cô yên làm tâm không rành về giấy tờ. Làm sao mà gọi là không trúng được mà làm sao mà cô dễ mất tiền quá vậy cô? Làm sao mà dễ mất tiền? Vì cô không có rành con ơi, cô thì trước cô nói thiệt cô không có rành về cái đó. Mắc mớ gì đâu mà hôm đó mất là không phải hôm đó mất là cô nhờ cái chú hàng xóm ngoài bắt á, chú vô chú phải giùm rồi nó về bắt nó về luôn. Con không tin lời cô đâu cô ha, cô gửi thì được phước cho cô thì còn cô cũng gửi thì thôi chứ cô. Đúng rồi, cô hiểu mà, cô đâu có, cô hiểu, con nói cô hiểu, nhưng mà tại vì cô ngu lắm, cô không rành ba cái giấy tờ mà ở ngoài kia, thành ra cô phải nhờ chứ không phải là cô nói gì con đâu. Con không thích như vậy là cô không rành rồi. Con không thích những người mà ăn nói như vậy. Cô thông cảm con nha, con không có bây giờ con thí dụ như qua dịch á, con tới cô đi, cô gửi ơi, tận tay con thì cô yên con tâm. Con rảnh cô, con đâu có rảnh để mà lên trên đó mà lấy tiền cho một người như vậy, thì đâu có thời gian đâu. Cô gửi tiền xe cho con luôn á, trời giàu quá đi. Thì chẳng thà cô lại không có biết rằng cái này. Chưa gửi cô chưa gửi thì cô nói đó, chưa gửi. Cô nói rồi, không có đâu, cô gửi. Chứ không phải là cô chưa đâu, cô cũng làm cho nhanh chóng nữa mà. Gửi rồi mà cô lại biểu con lên nhà lấy nữa là sao? Con không hiểu cô. Là cô nói bây giờ nếu mà mất cái tiền đó thì con lên cô sẽ gửi lại cái tiền khác để cho con đưa cho người ta. À, là phải đưa tận tay con. Con nói như này, nếu ví dụ như cô không gửi thì thôi, cô cũng đừng nói làm chi để cho người ta vui, rồi tội nghiệp người ta. Nói để thì người ta trông, người ta mong tội nghiệp người ta cô. Người ta cô làm thì cô đâu có vậy, thì bây giờ cô mới nói vậy nè, nếu thật sự cô rành á mà không không có tới tay được con á thì cô cũng lo, nên cô nói thí dụ như giờ con đến nhà cô đưa con, cô yên tâm hơn, cô giao đúng, cô không có rành về giấy tờ không? Con hiểu không? Mắc mớ gì mà không đến, đưa ra ngân hàng thì nhân viên ngân hàng người ta gửi cho, chứ mắc mớ thì cô nhờ người ta, nhờ cái người không quen biết, nên là cô nói cái điều đó là con đã không tin cô rồi. Tại vì cô thấy cái chú đó đàng hoàng quá, cũng đem tiền, cả bó tiền cũng gửi á, thành ra cô mới đưa cái tờ giấy này hỏi con biết làm không, con giúp cô, cái nó dạ con biết. Mới gặp lần đầu sao cô nói người ta đàng hoàng, sao cô biết người ta đàng hoàng? Thì cô thấy người ta đem một đống tiền của người ta gửi, cô đâu có nghĩ là như vậy, để cô hỏi lại ngày hôm đó cái chú đó tới ngân hàng. Trời ơi, coi chú có gửi không? Cô nói giống như nói chuyện với ông nít quá, cô nói được cười quá nên con không muốn vậy cô ạ. À. Cô đừng làm vậy cô. Tuấn Vĩ ơi, con nghĩ sai cho cô rồi, con nghĩ sai cho cô rồi. Bởi cô mới muốn con tới nhà cô đưa vô tận tay con, cô yên tâm, tại giờ cô dốt cái đó lắm, cô không rành về ngân hàng. Nên là mà cô đưa nguyên miếng giấy của con á, là đọc á, là cô ghi, cô đưa cho nó luôn. Con làm việc quen rồi, bây giờ ai nói dối con là con biết liền à, cho nên là cô đừng có... Thì con thông minh, còn cô thì không có biết thật. Con không biết mà con ạ. À. Cô đừng nói vậy mang tội cô. Không có gửi thì thôi, mắc mớ rồi đâu phải nói gửi gì cô. Rồi nói gửi. Qua dịch con cho cô đi, cô gửi tận tay cho con rồi để mai... con nghĩ là cô nói thật. Rồi mai mốt cô không có. Rồi mai mốt cô kiếm chuyện cô nói là gửi rồi mà con nói không nhận được. Mai mốt cô lại đổ thừa con nhận được mà nói. Không phải, con tới cô đưa tận tay con thì cô yên tâm, tại vì cô dốt cái chuyện mà giấy tờ ngân hàng lắm, cô vậy học cô... không có bao nhiêu con ạ. À. Thì cô nói với nên con là cô không biết. Vậy thì mai vậy thì cô nói với con rằng là mai mốt con lên đây cô đưa cho, cô chưa có gửi thì bữa cô bảo con rồi, cô bảo con vô đi, cô còn trả tiền xe cho con nữa, con tại chịu cô mới gửi theo cái địa chỉ con đọc á. Tại sao cô nói gửi ngân hàng rồi? Thì ngày hôm đó cô đi, cô cầm tờ giấy con đọc cho cô tài khoản, cái số tài khoản, cái tên con rồi gửi ngân hàng công đó. Vậy gửi ngân hàng biên công lai đâu? Vậy gửi ngân hàng thì biên lai đâu cô? Nhưng mà cô đâu thấy chú đó đưa, cô chú đó nói với cô là cô về đi rồi khoảng chừng tiếng nữa là nè, cô về cô điện cho anh Trịnh Tinh Công là tới rồi. Mắc cười quá, cô nói mắc cười quá, cô nói chuyện mắc cười quá, gửi tiền cô phải giữ biên lai chứ cô nói gì vậy cô? Nên cô đừng làm vậy rồi mất công rồi mang tội người ta cô à.
rồi con đây nữa, rồi mai mốt. Ủa quá tiền cô mất thì cô không có tiếc, nhưng mà thật sự mình tin vào cái người đó thật vậy. Con nói vậy nên hôm qua cô điện cho con mấy lần để con mất máy để cô hỏi con nhận được chưa. 20 triệu mà cô không tiếc hả cô? Cô gửi 20-30 triệu mà cô không tiếc hả? Không phải, cô gửi 30 triệu đó để chi, để 20 triệu của con, còn 10 triệu cô chuyển về cho anh Nguyên, để anh Nguyên đưa cho cái chú ngoài kia. Vậy cô nhưng mà rồi về nhà cô điện cho con cũng không được. Cô mất 30 triệu. 30 triệu mà cô làm giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy hả cô? Cô thoáng vậy đó. Thì bởi hôm qua cô điện cho con quá trời, con coi lại máy con đi, cô điện quá trời cho con luôn á mà không thấy con bắt máy, thì cô hỏi con nhận chưa để cô yên tâm. Điện giải quyết được cái gì đâu cô? Thì mai mốt cô nói nếu con nhận được rồi thì là con nói à cô con nhận được rồi để cô yên tâm, mà cô về cô điện cho con hoài không được á. Cô gửi đâu mà nhận cô? Cô đâu có gửi đâu mà nhận. Thì cái chú đó nói cô cứ về nhà khoảng chừng nửa tiếng tiếng sau là cô gọi cho anh Trịnh Xuân Nguyên là chú đã sẽ trả lời cô. Này cô là chú nhận rồi đó. Cô gửi đi biên nhận ở đâu cô? Biên nhận ở đâu? Rồi cô chẳng cô tưởng là nó gửi cho mình rồi, chỉ qua con là con nhận được rồi, cô điện hỏi con báo với con này được hay chưa thôi. Cô à. Cũng rằng cái này đâu Tuấn Vĩ ơi. Con nói với cô vậy nè. Mình lớn rồi cô không nên vậy cô à. Cô có gửi thì cô cứ nói cô gửi, mà cô chưa gửi được thì cô nói là mai mốt rồi Tuấn Vĩ lên nhà cô gửi, cô nói vậy đâu có sao đâu. Thì con cũng đâu có mong cái tiền đó, bởi vì là con nhận giùm chứ có phải con cũng giúp người ta, cô biết mà. Con cũng là người giúp người ta, cô biết, nhưng mà, rồi, nếu mà vì cô không cần. Cô không làm thì thôi. Cô toàn nhờ người này người kia thôi. Hả? Cô không phải là cô hứa, cô làm, nhưng mà về nhà điện cho con nhận được chưa, tại cô không rành về cái này. Cô cứ đưa nguyên cái tài giấy con đọc cho con hiểu không? Rồi cô lại chú đó chú ghi lại. Rồi cô lại biểu con bữa nào lên nhà rồi cô gửi cho. Trời ơi. Thì ý là cô nói với con là con cứ lên nhà cô gửi cho con thẳng tay con á là cô yên tâm nhất rồi. Thì cô không sợ mất, tại cô không làm cái này. Vậy thà cô nói là chưa cô bận, cô chưa có gửi được, hoặc là cô sợ mất thì Tuấn Vĩ bữa nào lên nhà thì gửi thì cô đưa tận tay cho con, thì con có đâu có nói gì đâu. Đường này cô cứ nói là gửi gửi rồi mà không cầm biên lai này kia, con thấy khó chịu quá cô. Con không muốn như vậy cô à. Trời ơi con ơi, con phải thông cảm cho cô là cô không rành về giấy tờ. Cô không rành về giấy tờ đâu, con đọc cái gì cho cô viết, cô đưa cái chú đó coi theo tài giấy con đọc cái tài khoản cái số đó. Rồi chú gửi giùm cô. Rồi hôm trước cô cũng nói với con đó là cô có gửi cho một cái em nào đó mà em đó cũng nói không có nhận được. Đó cô nói vậy mà thành đúng ra mang tội cô. Người ta đâu có cô đâu có gửi đâu người ta nhận cô. Con biết sao không? Cô có về cô có điện lại cho cái người đó cho cô số điện thoại cô điện lại thôi. Còn cái người gửi cái chị này nè là gửi á là gửi mà đâu có gửi đâu. Cái chú đó cái ngoài đó người ta không có nhận được, cái cô nó không có nhận được. Nên là có 2 triệu thôi. Nên con nói cô vậy, cô giúp được người á thì tốt, còn ngược lại cô không giúp được người thì cũng đừng có mang đừng có gieo cái tiếng không tốt cho người ta. Mà đừng có gieo cái tiếng vậy thì tội nghiệp người ta cô, đâu có ích lợi gì đâu. Tuấn Vĩ con nghĩ sai cho cô, tại vì nè, tại cô muốn con mà đến đây cô đưa cô yên tâm vì giấy tờ với lại chữ nghĩa cô không có rành đâu. Cho nên con đọc cái địa chỉ cái cô ghi lại rồi cô đưa cho cái chú đó viết y như vậy cho cô. Rồi chú nói cô cứ về nhà nửa tiếng tiếng sau cô điện lại cho cái anh Trịnh Xuân Thông là anh nhận được anh báo cho cô, mà cô về cô điện hoài cho con, cô điện không có được, con không bắt máy, con coi lại máy, con không bắt máy. Cô cứ chờ để khi nào con điện cho cô là cô yên tâm. Con bận đâu có phải lúc nào con cũng bốc máy được, mà có bốc máy chăng được. À, chứ nếu mà con mà đến tận nhà cô đưa dao tay con á, cô yên tâm lắm, tại cô không rành về giấy tờ đâu, cô nói thật. Cô không có rành đâu. Nên là giờ cứ chờ tụi con báo lại thôi. Đâu có gì đâu mà. Thôi thì qua dịch thì con tới thì cô gửi tận tay con để con giúp người ta. Ý vậy của cô là vậy, cô không có biết dám nhờ ai nữa đâu, cô không dám nhờ ai nữa. Trời ơi, cô nhờ là cô cũng rành. Cô nói chuyện con thấy nực cười quá, người lớn mà cô nói chuyện thì con không hiểu luôn. À, thôi thì nếu con nghĩ sai cho cô là con mang tội, còn nếu con đến mà cô gửi cho con cái khác, cái tiền khác mà vô tay con thì cô yên tâm, tận tay nữa mà, chứ cô không rành về giấy tờ, viết cái này kia cô không rành, cô toàn gửi người ta là vậy đó con ơi. Cái chữ nghĩa cô đâu rành, cô nói con hiểu không? Cô ra ngoài đó nhân viên ngân hàng người ta làm chứ đâu mắc mớ gì đâu cô. Sai cái được rồi nè, nhân viên ngân hàng làm, nhưng mà ra đó cô thấy cái chú đó đó tự ngồi xe hơi chú vô á là chú làm một bó tiền để chú gửi, thì cô mới thấy cô đang cầm tờ giấy,
nó chào cô, rồi cái cô mới nhờ nó. Ủa con ơi, con cũng đi gửi tiền. Dạ, cô gửi cho ai hả cô? Dạ. À, vậy giúp cô cái này được không? Y như tờ giấy này con viết y gì này con gửi cho cái người đó giùm cô. Nói, à, thế cô cứ ngồi ghế đi, con làm giùm cô cho. Con làm xong rồi khoảng chừng tiếng, nửa tiếng, tiếng cô về nhà, cô điện cho cái anh Trịnh Xuân Công là anh nhận được rồi, là anh báo cô liền à. Thì cô cứ nghe vậy như nào, giờ cô đâu có gửi tiền ngân hàng, con ạ. Được cười. Đó, thành ra cô cứ chờ, cô điện cho con riết, cô điện, cô thề với con, muốn cô thề cái gì, cô thề cho con tin. Cô thề là gọi là cô gửi để về nhà điện, mà con điện cho con bắt máy, con nói dùm cô tiếng được hay không được, cô biết à. Mà cô chờ cô điện lại mấy cuộc không được á, con coi lại máy ngày hôm qua đi. Vậy con hỏi cô nè, mắc mớ gì nhân viên ngân hàng đó, cô không làm việc với người ta mà cô đi nhờ người lạ, mà cô lại khen cái người lạ đó đàng hoàng. Cô mới gặp một lần đầu tiên mà cô khen người ta đàng hoàng, lần sau con không hiểu. Vậy cô cũng thấy nó, cái tướng tá cũng to con như con á, rồi nó đem tiền tới nó gửi cô tin nó thôi, à, không có gì đó. Vậy là to con là đàng hoàng ha. Nó đàng hoàng á, cô nghĩ cái nó cũng đi gửi tiền, tiền nó gửi nhiều hơn cô. Đó, thành ra cô thấy gì cô nhờ người ta mà cô không biết là như thế nào. Cô à, cô nói với mấy đứa nít á, thì nó mới nghe được như vậy, chứ còn người lớn người ta có cái lập luận đó cô. Nên là con khuyên cô nay về sau á, cô làm phước á, thì tốt cho cô, còn ngược lại cô không có gửi được thì thôi, chứ cô nói làm chi vậy? Cô hứa làm chi cho tội nghiệp người ta? Đâu có ai đòi hỏi cô đâu. Sao cô nói mà con tin cô có mất đi nữa con bị tức lắm được. Tại vì cô điện cho con để con nhận được hay chưa thôi. Làm sao mà cái người gửi không phải là cô nhờ người ta, con hiểu không? Làm sao mà còn nếu mà con mà chịu đến cô đưa thẳng tay con, cô yên tâm nhất. Tại vì cô không có rành về cái giấy tờ mà chữ nghĩa vậy, con hiểu chưa? Làm sao chứ là... Cô gửi cô không có biên lai mà sao con tin cô được cái điều đó? Bị thằng đó nó có nói cô biên lai gì đâu. Từ nào giờ cô mới đi gửi ngoài ngân hàng cô, cho con đó. Chứ từ nào giờ cô cũng không có bao giờ ra ngân hàng. Nhân viên ngân hàng thì cô không làm việc, mà cô đi làm việc với người lạ mà cô khen người ta đàng hoàng. Con không hiểu cô luôn cô, cho nên là thì tại nó cầm cái tờ giấy đó, nó nói thôi được rồi để con gửi dùm cô cứ ngồi đó cô chờ đi. Nên là con khuyên cô ngồi đó cô chờ đó. Cô không nên như vậy cô ơi. Người lớn không nên làm như vậy nha cô nha. Nay về sau cô rút kinh nghiệm đi, có gửi cho hoàn cảnh con nghĩ cô làm cái gì là con nghĩ gì mà con mang tội đó Tuấn Vĩ ạ. À, con cô cũng muốn là con tới cô đưa thẳng tay con để là con cô không có rành gửi gì hết trơn á, để con yên tâm, để cô yên tâm là cô đưa thẳng tay con. Có nghĩa là con là người lớn, con cũng đủ biết nhìn nhận cái người nói thật ra sao và người nói không thật ra sao. Cho nên theo con nghĩ thì thôi cô đừng có chối quanh con nữa. Cô nói là thôi Vĩ, cô lỡ nói vậy rồi, bữa nào con có dịp con lên nhà cô rồi con lấy tiền nha con. Thì con rất là trân trọng cô, chứ đâu có gì đâu. Con có đâu phải lấy chi tiền mà. Cho con nhận là nhận cô biết mà. Cô đã nói nếu mà con lên cô còn gửi tiền xe cho con đó. Chứ phải là không mà giờ con nói mùa dịch con đi rồi cô ra ngân hàng cô theo cái tờ giấy con đọc cho cô viết tới cô đưa người ta gửi giùm. Cô cũng sơ ý là mình ngồi đó, nó miễn mình ngồi đó chờ nó để nó gửi rồi về nhà là cô cứ điện cho anh Trịnh Xuân Công đi là anh nhận được rồi. Rồi cô biết cô không rành cái này nè. Tôi nói cô nghe, cô cũng hứa cái trường hợp ở ngoài Thành Nguyên là cô sẽ hứa là cô cho người ta đúng 10 triệu gì đó. Theo con nghĩ đúng đó, thì cô gửi vô cái đó đó đặng mà có gì con trích đưa đường giùm Thành Nguyên. Theo con, cô nói như vậy mang tội lắm cô ơi, mang tội người ta lắm. Trong lúc người ta khốn khó, người ta đang gặp hoạn nạn như vậy, nghe nói được nhận tiền từ cô, người ta cũng rất là vui. Nhưng ngược lại là cô không thực hiện, cô không nên làm vậy cô. Chi vậy cô? Con mà nói cô không thực hiện, con mang tội chết á. Yeah. Thề với con đó. Khi nào nếu con nói cô không thực hiện, con nói như vậy là... Dạ, yeah. Vậy thì bây giờ con nghĩ xấu cho cô là cô mang tội. Con nhận được. Còn bây giờ nếu mà... con nhận được tiền thì con mới cho rằng lời nói của cô là đúng. Còn mà cô cứ hứa hẹn rồi nói quanh nói nhưng con có chịu vô cô đâu mà cô đưa thẳng tay con để cô yên tâm. Cái này là gửi qua tay người ta giúp mình, người ta làm giúp mình. Còn con cứ vô cô đâu có đưa thẳng tay con để cô yên tâm. Con đâu con cứ nghĩ sai cho cô là con mang tội thôi. Bây giờ đang dịch bệnh dễ gì mà con lên đó đi lấy tiền đó. Người nào đó cô nghĩ sao vậy, đang dịch bệnh sao con là người con? Đi làm thiện nguyện mà con làm thiện nguyện, ý là cô muốn con lên lại vậy đó, con làm thiện nguyện cô đưa con cô yên tâm vậy thôi. Còn con có nghĩ sai cho cô thì con mang tội, còn cô không có làm sai cô làm sai cô có tội vậy thôi. Còn bây giờ cô đã nói vậy thì cô điện cho con để trông mong coi được hay không, nhận được hay không cô cũng lo lắm chứ. Cô hôm qua giờ cô điện con mấy cuộc luôn, con coi lại đi. Cô gửi đâu mà nhận cô điện đâu có nghĩa lý gì đâu, đâu có chứng minh được cái gì qua cuộc điện thoại của cô.
Điện điện là để con báo cho cô biết được hay chưa? Con không, mà điện cho con mấy lần con không bắt máy. Có đâu, có ghê vậy. Có đâu nhận. Ủa mà con có thấy cô điện không? Sao con không nghe dùm cô đi để cô yên tâm thì được hay không để con nói. Trời ơi, nực cười. Điện thì cũng chẳng qua là nói chuyện giống như hôm nay thôi chứ đâu có khác gì hôm nay cô. Điện hôm qua trời ơi, con... hôm nay thì cũng nói chuyện với nhau vậy thôi chứ ít lợi gì. Đâu cô có mang lại được. Thôi con nói cô vậy thì con mang tội. Cô gửi mà cô, nếu mà không nhận được vì cái chú đó để cô ra ngân hàng cô ngày hôm qua. Con cái chú đó có gửi riêng cho cô 30 triệu đó có đúng không? Là cô còn có biểu nè, cô tính là điện lại hỏi con là 30 triệu đó con chia ra giùm cô để đưa anh Nguyên 10 triệu đặng gửi cho chú kia. Nhưng mà rồi cô điện hoài không được luôn, cô điện không quản được, cô thề luôn với con. Con thấy làm việc, con thấy nói chuyện với những người như cô dễ mang quả vô thân lắm. Dễ mang quả vô thân, cô dễ đổ thừa cho người khác lắm. Cho nên là thật sự mà nói là lần nay về sau cô đừng có liên lạc với con nữa nha cô nha. À, con không có thích nói chuyện những người như thôi, cô. Nếu con nói vậy thôi. Dạ quý vị thấy không ạ? À, sau khi mà quý vị nghe xong cái cuộc hội thoại này thì nó đưa cho quý vị từ cái bất ngờ này tới cái bất ngờ khác phải không ạ quý vị? À, đầu tiên thì cô nói là gửi 20 triệu, sau đó lại nói là gửi 30 triệu, rồi sau đó lại nói là 20 triệu. Mà cô nói thôi thì nếu như người đàn ông đó mà không có gửi thì có gì anh Vĩ ghé qua nhà cô thì cô sẽ đưa cho nó yên tâm. Thế rồi 20-30 triệu đó mà cô không tiếc hả cô? Thật sự là cái số tiền đó đối với những cái người mà gặp khó khăn đó quý vị thì nó là số tiền rất là lớn quý vị. Dạ. Và Thánh Nguyên nghĩ rằng là cô gửi cái số tiền đó để mà làm thiện nguyện đó quý vị thì cái điều kiện của cô cũng rất là khá giả. Và Thánh Nguyên nhận thấy rằng những người mà làm ra kinh tế đó quý vị, dù cô không biết đi chăng nữa thì đến đó hỏi nhân viên ngân hàng người ta hướng dẫn thì nó cũng sẽ ra. Nhưng mà cô Bình này thì cô nói là gửi 20-30 triệu mà giống như nếu mà mất thì thôi, không có quan trọng, giống như là mất 20-30 ngàn đó quý vị. Dạ. Cái số tiền đó đó quý vị thì cá nhân anh Tuấn Vĩ cũng như là Thành Nguyên không phải là nhận cho cá nhân của hai anh em mà là đứng ra làm cái nhịp cầu nối nhận dùm cho cái hoàn cảnh khó khăn, giống như hoàn cảnh bên của Thành Nguyên là anh Vương Văn Nam. Dạ. Thì Thành Nguyên sẽ trao đủ cái số tiền đó cho anh Vương Văn Nam. Dạ. Cho nên là quý vị thấy đó thì Thành Nguyên và anh Tuấn Vĩ chỉ làm cái nhịp cầu nối và bỏ cái công cái sức của mình ra để làm cái trung gian chuyển tiền cho những cái hoàn cảnh mà người ta giúp đỡ thôi. Dạ. Các cô làm phước thì các cô được phước. Dạ. Chứ Thành Nguyên cũng không có hiểu tại sao cô Bình cô lại làm như thế để làm gì. Thật sự ra là Thành Nguyên cũng rất là băn khoăn và cũng hơi khó hiểu. Dạ. Theo như quý vị nghĩ sao về cái hành động cũng như là về những cái lời nói của cô Bình này thì chúng ta hãy để lại comment ở phía dưới và sẽ cùng nhau thảo luận nhé quý vị. Thực ra cái câu chuyện này thì không có phải là hay ho gì quý vị, nhưng mà Thành Nguyên cũng sẽ đưa lên đây để mà cho quý vị thấy được những cái mặt trái khi mà Thành Nguyên cũng như là anh Tuấn Vĩ cũng như là những anh em nào mà làm thiện nguyện có những cái người mà gửi tiền như thế. Bởi vì là nếu như mà Thành Nguyên không có đưa lên, không có làm sáng tỏ cái việc này thì đâu đó sẽ tạo tiền đề cho những cái người mà cũng có ý định làm cái điều này đó quý vị. Thì Thành Nguyên đưa lên đây để cho quý vị biết được là có người này người kia đó quý vị. Bởi vì người ta không có gửi tiền mà người ta nói rằng là Nguyên ơi cô chuyển cho con rồi, con nhận được chưa? Thì quý vị thấy đó, cái hóa đơn chứng từ gửi tiền không có, mà bây giờ nói Thành Nguyên nhận rồi mà Thành Nguyên không có trao, thì bây giờ Thành Nguyên lấy cái tiền đâu để Thành Nguyên bù vào phải không ạ? Dạ, 10 triệu chứ đâu có phải là 10 ngàn đâu quý vị. Dạ. Cho nên là Thành Nguyên cũng rất là hy vọng rằng là các cô chú, các anh chị nào mà có làm thiện nguyện đó quý vị. Dạ, thì chúng ta có sao làm vậy. Dạ, của ít lòng nhiều, bao nhiêu cũng được quý vị. Chứ không phải là nhất thiết là anh này có 10 ngàn mà chị kia 10 triệu mới là làm thiện nguyện. Dạ, khi mà phát tâm thì mình có nhiều, mình giúp nhiều, mình có ít, mình giúp ít. Quan trọng là ở cái tấm lòng của mình, quý vị ạ.
Dạ, à, vâng, à, Thánh Nguyên cũng nói đến đây thôi, bởi vì cuộc sống mà có người này người kia, thì quý vị muốn góp ý như thế nào thì quý vị hãy để lại comment ở phía dưới và sẽ cùng Thánh Nguyên để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé quý vị. Còn bây giờ thì Thánh Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị và kính chúc cho quý vị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân nhé quý vị.